cũng bước xử lý rất kịp. Một, mà người mà mình đang có rất kịp ngồi xuống và nói chuyện một cách chân thành. Em đang có lời phản nàn dai dẳng đối với anh. Em thề nếu không nói ra sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai ta, nên em muốn chia sẻ nó với anh. Hai, đặt mình vào thế giới của họ để hiểu điều gì đã khiến họ nói như vậy và nói lên suy nghĩ đó của mình. Ba, đưa ra lời hứa của mình để giúp họ tránh nặng nạ hoặc về phần thưởng. 4. Đề nghị họ đưa ra lời hứa nguyên tắc không làm gì ảnh hưởng đến thể diện của họ.